chào quý cô bác, quý anh chị đã đến kênh Sáu Mươi Bảy Hành Trình. Thì hiện tại Kỳ đang ở Vinh Nông Thể số 3 của bà Bài. Thì Kỳ một chút đây sẽ nhờ ông Tư trong Vinh sẽ giới thiệu đôi lời về cái Vinh Nông Thể số 3 của bà Bài. Mời quý cô bác, quý anh chị theo dõi video. Thì đây là cái cột phướng phải không Tư? Đây cột phướng của Vinh Thể số 3. Yeah. Để cái ngày lễ là mình để treo cờ lên đó ha. Để treo cờ lên. Thì ở đây có bốn ông rồng. Ông rồng không Tư? Vì là tượng trưng cho bốn cái thẻ hay không Tư? Bốn thẻ, tượng trưng cho bốn thẻ. Dạ, ông trắng, ông đen. Rồi bên đây là ông đỏ. Ông xanh. Là bốn ông xây cái hướng cái đầu ra. Còn đây là bàn đại khái bàn, bàn thông thiên không Tư? Bàn thông thiên. Dạ. Thì con mời ông Tư dắt vô trong để mình tham quan nha. Thì ở đây cũng có để nè. Thì cái ngôi chùa trước này là hội đồng trăm quan của thần trăm họ. Từ cái dinh này mình lúc mà sau này là mình mới tách ra được thành lập là khoảng một năm năm mấy nay, hai năm Tư? Mới cách năm 2020. Là mới năm ngoái thôi. Năm nay là 21. Thì ở đây là có những cái giống như cái tranh ảnh là nói về cái cái này là gì ai không Tư? Này là kia là xuống cầm cây yếm. Là ông cố đi cắm nha. Bốn thẻ đó. Dạ dạ, thì ở đây. Thì bên đây là Vinh Nông Thể, còn bên đây là lúc mà đào lên là phải không Tư? Lúc đào lên đó là của sư cố này, ông đào lấy lá yếm ở trong hon. À, lấy cái lá yếm của lá yếm của trong cao hon mà không biết của người nào không biết. Dạ. Lấy yếm của Cao Biền á, Cao Biền à, là của ông Cao Biền trắng yếm cái nó vậy thôi, người qua ngày xưa cho dòng họ đó đi chứ mình nói vậy chứ mình. Dạ dạ dạ. Thì ở đây là thờ hội đồng trăm quan của thần trăm họ. Dạ, hội đồng trăm quan ha, ở đây có đẩy nè. Dạ, thì ở đây là cái giống như cái bài vị phải không Tư? Dạ, thì có đẩy là trăm quan cụ thần trăm họ. Dạ. Thì các bạn rất là tôn nghiêm, thì Kỳ sẽ đi cùng Tư đi vô trong để coi những cái bàn thờ đó quý cô bác anh chị. Thì ở đây là thờ một vị ông thẻ số 3. Dạ, vị ông thẻ số 3 ha. Số 3 rồi. Vì là trong đó để cái khánh phải không? Cái bài vị. Cái bài vị ha. Ừ. Dạ. Thì đây là cái chỗ bàn thờ để thờ cái ông thẻ số 3 của Đức Phật Thầy Trang. Là do ông Đức cố cấm ha, có quản cấm hay không Tư? Ừ. Quay cái này là cái di tích là Vinh cái ông thẻ. Cái thẻ là bên kia. Đây, thì Kỳ sẽ đi quanh. Cầu chùa Lai Bài. À, cái này là cái thẻ hồi đó là do bà con họ sao mà nó bào bòn với ông Tư? Là bòn là giống về trăm họ để đẻo về nấu nước uống bệnh hoạn á. Dạ. Sao là ban hậu không cho nữa thì giữ đâu. Dạ, chứ còn chứ để mà nếu mà không ấy lại là gì là mất tiêu luôn hay không Tư? Thì rất là quý cái di sản của Việt Nam chúng ta. Thì hồi xưa là cái cột này con nghe nói là bự lắm không Tư? Không Tư? Nó bự vậy đó. Cái bên đây có cái hình này ha. Dạ. Thì Kỳ sẽ đi cái này. Là ngôi của Đức Cố Quảng. Dạ. Là đệ tử Đức Phật Thầy Trang 12 ông đạo. Dạ, trong 12 ông đạo ha. Ông nhận sắc lệnh của Đức Phật Thầy Trang bị cấm bốn thể. Dạ. Thì ở đây là di ảnh của ông Đức Cố. Dạ, chỉ có hình tượng thôi ha, ông Tư không có hình nữa. Thì ở bên đây là còn đây là thờ Tả Bang. Tả Bang Hữu Bang, hai bên Tả Bang bên kia Hữu Bang. Tả Bang Hữu Bang có ý nghĩa là sao ông Tư? Hai gia giác. Ừ, hai gia giác của mình là hai ông ha, Tả Hữu ha. Thì ở đây có để Tả Bang. Dạ. Thì còn bên đây là Hữu Bang ha ông Tư? Hữu Bang. Thì ở đây đại khái thờ bên kia đây Tả Bang Hữu Bang là hai ông giác hai giai ha ông Tư? Dạ. Thì ở đây thì con thấy cái những cái bức tranh này là những cái vị này là ai ông Tư giải thích giùm con cái ông Tư? Đây là ông Tăng Chủ đệ tử Đức Phật Thầy Tăng. Dạ nghe, ngài Tăng Chủ ha. Khi ông hổ ổng mất ăn mà mồi ổng mất xương. Dạ. Rồi ổng lợi ông Tăng Chủ thấy vậy đó, nó hỏi ngươi mất cổ phải không? Dạ. Rồi ngươi bây giờ chịu cho ta trị cho ngươi không? Ổng gật đầu ổng chịu. Dạ. Thành ra ông Tăng Chủ đóng văn khúc xương nha.
Dạ, ông giúp cho ông Hổ ha. Ờ, đệ tử Đức Phật Thầy Ta. Dạ. Còn ở đây là hình... Còn đây 12 đệ tử Đức Phật Thầy Ta. À, ở đây là 12 ông đạo, đệ tử của Đức Phật Thầy Trang đó không ông Thực? Có ngôi thơ luôn. Dạ. Như đây nè. Dạ, cái này là câu danh ngôn của ông ha. Của ông. Dạ, thì bên đây là hình của... Bên đây là hình Đức Phật Thầy chỉ đạo cho Đức Cố Quảng đi cắm xuống 4 thẻ. Dạ. Như hồi, cái gì là ngày xưa có cái búp sơn ở trên thấy không? Búp sen hả? Búp sen đó, những cái câu thơ đó. Ở này là những cái câu thơ đó quý bác quý gì thì ở đây. Còn đây là đại sói Trương Công Định. Dạ. Còn có đẩy hình đại sói nó bình tăng ha. Đại sói Trương Công Định. Dạ. Còn ở đây là ông. Còn đây là Nguyễn Trung Trực. Dạ, ông Nguyễn ha. Thời chống Pháp thấy không Tân? Thời chống Pháp đó. Đại sói Trương Công Định cũng thời chống Pháp. Nó ngày đời hồi Tàu Pháp còn à. Dạ. Còn bên đây thì hình của ông lúc mà cái này hình như là lúc đi... Bên đây là hình của Đức Cố Quảng ở Bãi Thưa. Dạ, đồ Bãi Thưa cái chỗ mà... cái lầu ghèn đó không ông Tân? Dạ. Ghèn Đao Kiếm đó. Dạ, dạ. Bởi sau này mới thành lập đây ha. Còn cái gì này là ai ông Tân? Lý Thường Kiệt. À, này Lý Thường Kiệt. Dạ. Lý Thường Kiệt. Ở Nghĩa đó. Dạ, cái này thì có cái câu của sách rồi thì không có học, không có qua, không nắm được. Dạ. Thì đây là Trạng Trình. Dạ, ông Trạng Trình ha. Trạng Trình, Trạng Bính Khiêm đó là. À, là Nguyễn Bính Khiêm đúng không Tư? Dạ, cái ảnh này do cái những cái ngày gian vẽ rất là đẹp. Thì cái này là cái cái này là bản chú dẫn địa danh di tích năm ông thẻ phải không Tư? À, là một ông gồng đen, ông gồng xanh, gồng đỏ. Với ông đây là ông màu gì ta? Bạch, à Bạch Đế. Chú ba Bạch Đế. Dạ, chứng ở đây. Chứng giữa là Trung Ương Quỳnh Đế là màu vàng, núi cấm, ông cấm. Dường Công, Dương Thánh Phật. Thì ở đây là cái di ảnh, cái này là tranh tựa nói về ai không Tư? Nói về ông Đạo Xiến. Đạo Xiến hả? Ừ. Đạo Xiến này con cũng mới nghe. Bởi vì nói chung thì cái những cái lịch sử của Việt Nam thì Kỳ cũng không có gành, nên Kỳ muốn tìm về để quay những cái gọi là cái video để cho những cái thế hệ sau, con em của Kỳ hoặc là những cái người trẻ thì biết nhiều hơn về cái lịch sử của Việt Nam mình. Thì có những cái câu chuyện rất là hay, rất là màu nhiệm. Thì ở đây mới nãy ông Tư nói là cây cột trụ phướng chùa Bồng Lai Bà Bài. Chùa Bồng Lai Bà Bài hồi xưa ha. Chưa quay cửa xuống sông. Vậy là cái này hồi đó là bị bật bị cuốn cọc cái rồi bị chặt phá hay là sao ông Tư? Hả? Cũng như bị chặt lấy thuốc làm thuốc uống hay sao? Cái kia chặt, còn cái này xỏ cái chốt ngang đó, xỏ chốt ngang cho cây cột cờ nó đứng đó. Dạ, dạ rồi thầy. Lâu ngày nó bị bét vậy đó. Dạ. Vậy là ông Tư, cái gốc đó hình như dưới nó rất là bự phải không? Gốc là bự vậy nè. Dạ. Hai tay, ba tay. Nhưng mà người ta đục, người ta cắt, người ta ấy uống thuốc làm thuốc thì còn ở trên nhiêu thôi. Dạ. Thì câu thông qua câu chuyện nãy giờ về cái Dinh Đông Thẻ số 3 thì do Phật Thầy Tây An chỉ dẫn cho Đức Cố Quảng để mà cấm thẻ. Thì video của Kỳ sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn quý cô bác quý anh chị ở những video tiếp theo của Kỳ.